Thì Tuấn Anh đã trở lại sau chấn thương, thì em cũng đã là một người đã từng chấn thương và đã có những sự trở lại khá mạnh mẽ, thì em có lời khuyên gì cho Tuấn Anh em? Em nghĩ Tuấn Anh thì bạn ấy kể cả lúc mà chưa không chấn thương và lúc trở lại sau chấn thương, thì em thấy Tuấn Anh vẫn phong độ của Tuấn Anh chả khác gì. Anh ấy, cậu ấy vẫn thi đấu với cái kỹ thuật, với khả năng của mình. Em chưa bao giờ thấy Tuấn Anh bị mai một hay bị sa sút phong độ gì. Nên là em chỉ mong là Tuấn Anh sẽ có được thể trạng tốt nhất và không gặp chấn thương nữa. Còn lại thì cậu ấy tự biết phải lo cho mình, tự biết mình nên làm những gì. Tuấn Anh, đó là Tuấn Anh, rất tốt.